Thưa quý vị, sau bão số 3, chính quyền và nhân dân thủ đô đã rất nỗ lực để thu dọn cũng như làm sạch đẹp đường phố và khu vui chơi công cộng. Tuy nhiên hiện nay, vỉa hè trên nhiều tuyến phố, nhất là một số vườn hoa công viên lại đang bị ngang nhiên chiếm dụng để trông giữ ô tô, khiến hạ tầng nhanh chóng xuống cấp. Vườn hoa Vạn Xuân trên địa bàn phường Quán Thánh, quận Ba Đình đã cơ bản được dọn dẹp phong quang sau cơn bão số 3. Nhất là phía bên phố Phan Đình Phùng, toàn bộ cây gãy đổ đã được thu dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, thay vì dành chỗ cho người đi bộ, người dân đến vườn hoa nghỉ ngơi thư giãn, vỉa hè rộng rãi giờ lại bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe ô tô cho các nhà hàng, cơ quan đối diện bên kia đường. Xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ nhưng không thấy ai ra nhắc nhở xử phạt. Vi phạm này đang khiến cảnh quan khu vực trở nên rất lộn xộn.